Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đưa con đi viện. Đôi vợ chồng nổi tiếng Cbiz, Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy hiếm hoi lộ diện cùng nhau. Hôm 19 tháng 4 tại một bệnh viện ở Thượng Hải, Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đều đeo khẩu trang, đội mũ kín mít khi đưa con trai đi khám. Tuy nhiên, cánh paparazzi đã nhận ra họ và nhanh chóng bủa vây. Đây là lần đầu tiên gia đình ba người cùng xuất hiện chung trong một khung hình. Bức ảnh cuối cùng cả gia đình ba người chụp chung là cuối năm 2018, khi cả đại gia đình đi trượt tuyết. Một nguồn tin cho hay, ban đầu Huỳnh Hiểu Minh và mẹ đẻ anh đưa em bé tới trước, sau đó Angelababy tới sau. Cô vội vã vào phòng khám với con, rồi giữ bé trên tay không rời. Sau khi tiểu bọt biển được khám xong, Angelababy bế con trai trở ra. Cả nhà cùng tới siêu thị tiện dụng mua đồ cho con. Cậu nhóc cầm trên tay một chiếc kem, dường như là được bố mẹ thưởng sau khi khám xong. Huỳnh Hiểu Minh đứng một bên nhìn hai mẹ con, rồi giúp vợ đổi mũ cho tiểu bọt biển. Tiếp đó, cặp đôi cùng đưa con trai vào hiệu thuốc. Cả hai đứng trò chuyện một lúc rồi mới bước ra xe. Trong lúc chờ ô tô, Huỳnh Hiểu Minh thỉnh thoảng xoa đầu con trai. Cuối cùng, anh đưa vợ, con trai và mẹ đẻ lên một xe, rồi một mình rời đi trên một chiếc xe khác cùng người trợ lý. Trưa cùng ngày, một số người bắt gặp anh đi ăn lẩu. Angelababy không xuất hiện trong bữa ăn đó. Sự chăm sóc ân cần của ba người lớn đối với đứa trẻ cho thấy bất chấp tình trạng mối quan hệ của vợ chồng Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh hiện tại, gia đình chăm lo cho cậu bé tiểu bọt biển. Việc Angelababy và mẹ Hiểu Minh lên cùng một chiếc cho thấy quan hệ mẹ chồng, con dâu tốt đẹp, trái với tin đồn họ không hợp nhau. Đồn đoán Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh âm thầm ly dị rộ lên trong showbiz từ nhiều tháng nay. Dịp Tết Nguyên đán, Huỳnh Hiểu Minh về quê thăm bà một mình, không có vợ đồng hành. Tháng 3, paparazzi chụp được ảnh Angelababy đến nhà Huỳnh Hiểu Minh lúc muộn, nhưng sau 4 tiếng lại rời đi. Tin đồn cho hay cô đến thăm con trai. Gần đây, Angelababy cho con đi công viên một mình, không có chồng đi cùng. Đầu tháng 4, làng giải trí rộ lên tin đồn vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy bán biệt thự với giá thấp hơn thị trường, làm dấy lên tin đồn phân chia tài sản. Trang Sina dẫn nguồn tin từ công ty môi giới bất động sản, cho biết hai diễn viên rao bán căn nhà rộng 672m2 ở thành phố Vũ Hán với giá 37 triệu nhân dân tệ, 5,6 triệu USD. Biệt thự có bể bơi, vườn hoa hướng ra hồ nước. Sau khi tin đồn Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy bán nhà rộ lên, công ty của anh đã đưa ra một thông cáo để phủ nhận sự việc. Anh khẳng định các thông tin liên quan tới bán nhà, ly hôn và phân chia tài sản đều là sai sự thật. Tài tử hy vọng những người tung tin đồn sẽ xóa các bài báo vi phạm. Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy là một trong những cặp đẹp nhất của làng giải trí hoa ngữ thế hệ mới. Trong đám cưới thế kỷ diễn ra năm 2015, Huỳnh Hiểu Minh từng hứa sẽ cả đời nâng niu, chiều chuộng Angelababy như nàng công chúa. Năm 2017, Angelababy sinh con đầu lòng, khiến cuộc sống hôn nhân càng thêm viên mãn. Tuy nhiên, từ năm 2018, tin đồn về hôn nhân rạn nứt của cả hai vợ chồng bắt đầu rộ lên trong showbiz. Dần dần không thể kiểm soát, từ năm ngoái, truyền thông phát hiện họ không còn chung nhà. Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977 và là một trong những nam diễn viên thành đạt và quyền lực nhất của màn ảnh Trung Quốc. Anh nổi tiếng với các phim Thần Điêu Đại Hiệp, Biến Thượng Hải, Lộc Định Ký, Bong Bóng Mùa Hè. Gần đây, anh đóng Quý Ngài Nguy Cơ tại Thành Đô, Tứ Xuyên. Angelababy là diễn viên trẻ được yêu thích tại Trung Quốc. Cô là người mẫu quảng cáo, dự sự kiện, có tiếng, được nhiều fan ưa chuộng. Cô đóng nhiều phim như Lần Đầu Tiên, Địch Nhân Kiệt, Cô Phương Bất Tử Thưởng, Cô Dâu Đại Chiến. Dù vậy, năng lực diễn xuất vẫn không được ghi nhận.